Thầy chào các em học sinh. Như vậy là chúng ta đang nghiên cứu chủ đề nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Thì chủ đề này gồm 3 tiết, chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu được 2 tiết rồi. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu tiết cuối cùng. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của bài trước nhé. Câu số 1, tần số là gì? Em hãy cho biết đơn vị của tần số. Vậy, định nghĩa tần số là gì? Và đơn vị tần số là gì? Thì tần số là số dao động trong một giây. Đơn vị tần số là Hz, ký hiệu là Hz. Câu số 2, mối liên hệ giữa tần số và độ cao của âm. Em phải nêu mối liên hệ giữa tần số và độ cao của âm. Thì tần số và độ cao của âm có mối liên hệ gì với nhau? Tần số dao động của vật càng lớn, âm phát ra càng cao. Và ngược lại, tần số dao động của vật càng nhỏ, âm phát ra càng thấp. Như vậy, độ cao của âm nó sẽ phụ thuộc vào tần số dao động. Các em lưu ý thầy, độ cao của âm nó sẽ phụ thuộc vào tần số dao động. Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao. Tần số dao động của vật càng nhỏ, âm phát ra càng thấp. Bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu tiết số 3 của chủ đề nguồn âm và độ cao và độ to của âm. Thầy có câu hỏi đặt ra chúng ta như sau: vì sao gõ mạnh vào mặt trống thì âm phát ra to, gõ nhẹ thì âm phát ra nhỏ? Thì để biết được âm phát ra to và nhỏ khác nhau như thế nào, chúng ta cùng nhau vào phần ba la mã độ cao của âm. Chúng ta đi A nhỏ, âm to, âm nhỏ, biên độ dao động. Thầy có thí nghiệm một như sau. Thầy cố định một đầu thước thép đàn hồi có chiều dài khoảng 20 cm. Đây là một kích thước đàn hồi có chiều dài khoảng 20 cm, đặt trên một hộp gỗ. Khi đó thép đang đứng yên tại vị trí cân bằng. Đây, thước này đang đứng yên tại vị trí cân bằng. Và chúng ta sẽ nâng đầu tự do của thước. Chúng ta sẽ nâng đầu tự do của thước này lệch khỏi vị trí cân bằng, rồi thả tay cho thước dao động. Trong hai trường hợp là đầu thước lệch nhiều và đầu thước lệch ít. Thì trong hai trường hợp này chúng ta quan sát dao động của đầu thước và lắng nghe âm phát ra. Xem trong trường hợp nào thì âm phát ra to, trong trường hợp nào âm phát ra nhỏ và dao động của đầu thước như thế nào. Chúng ta cùng nhau quan sát thí nghiệm trong trường hợp đầu thước lệch nhiều. Chúng ta sẽ nâng cái đầu tự do này của thước dao động. Đây là trường hợp đầu thước lệch nhiều, chúng ta đã nghe được âm thanh của thước phát ra khi nó dao động. Trong trường hợp đầu thước lệch ít, chúng ta quan sát dao động và nghe âm thanh xem trong trường hợp đầu thước lệch nhiều nó to hay là nhỏ so với âm thanh đầu thước lệch nhiều. Chúng ta cùng nhau quan sát nào. Trong trường hợp đầu thước lệch ít thì thước đã dao động, âm là phát ra âm thanh. Thì từ thí nghiệm trên, thầy có một cái bảng cho chúng ta điền như sau. Trong hai trường hợp đầu thước lệch nhiều, đầu thước lệch ít thì đầu thước nào dao động mạnh hơn, đầu thước nào dao động yếu. Trong trường hợp nào âm phát ra to, trong trường hợp nào âm phát ra nhỏ. Đây, đầu thước lệch nhiều, đầu thước lệch ít. Thì trong hai trường hợp này, trường hợp A là đầu thước lệch nhiều thì dao động mạnh hay yếu nào?
dao động mạnh. Và lúc nãy chúng ta đã nghe âm thanh rồi, đầu thước lệch nhiều thì âm phát ra to. Và trong trường hợp đầu thước lệch ít thì dao động yếu, âm phát ra nhỏ hơn. Thì từ thí nghiệm này, thầy rút cho chúng ta một định nghĩa về biên độ dao động. Thì biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. Chúng ta nhớ biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. Đây chúng ta có một trí thức đang ở vị trí cân bằng, vị trí số 1, vị trí O. Thì chúng ta nâng cái đầu thước này lệch khỏi vị trí cân bằng thì tới vị trí H. Thì vị trí H là vị trí lệch lớn nhất. Nếu mà vượt qua vị trí H này thì đầu thước này sẽ bị cãi. Thì người ta sẽ cho ta biết được biên độ dao động là cái khoảng OH này. Hoặc trong trường hợp con lắc dao động ở vị trí 1, vị trí A là vị trí cân bằng, khi cho con lắc này dao động thì con lắc này tới vị trí B là vị trí cao nhất của pin bên này. Tới vị trí B này, con lắc này nó đã rơi xuống, nó không thể lên vượt qua vị trí B nữa. Thì khoảng AH này, AAB này người ta gọi là biên độ dao động. Thì nhắc lại, biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó. Chúng ta cần nhớ được định nghĩa biên độ dao động. Tiếp theo, thầy có thí nghiệm 2 như sau. Thầy treo một quả cầu bắp, đây là một quả cầu bắp, sao cho dây treo thẳng đứng thì quả cầu vừa chạm sát giữa mặt trống. Đây chúng ta sẽ bố trí một mặt trống, thì mặt trống này nó sẽ chạm sát vào quả cầu bắp. Chúng ta sẽ lắng nghe tiếng trống và quan sát dao động của quả bắp. Trong hai trường hợp chúng ta dùng đầu gõ này, chúng ta gõ nhẹ vào mặt trống và gõ mạnh vào mặt trống. Chúng ta quan sát tiếng trống xem trường hợp nào âm phát ra to hơn và quan sát dao động của quả bắp, quả cầu bắp. Trong trường hợp đây là chúng ta sẽ gõ nhẹ. Đấy, chúng ta cùng nhau nghe lại âm thanh và quan sát dao động của quả cầu bắp này. Tiếp theo trong trường hợp chúng ta sẽ gõ mạnh. Chúng ta cùng nhau nghe âm thanh và quan sát dao động của quả cầu bắp này. Đấy, chúng ta đã quan sát thí nghiệm rất rõ đúng không nào? Thì chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành bảng này cho thầy. Trong hai trường hợp chúng ta gõ nhẹ và gõ mạnh thì độ lệch của quả cầu bắp như thế nào? Trong trường hợp gõ nhẹ nào, độ lệch nhiều hay ít nào? Độ lệch ít. Độ lệch ít thì biên độ dao động của mặt trống nó sẽ nhỏ và âm phát ra gì? Nhỏ. Và trong trường hợp chúng ta gõ mạnh thì độ lệch của quả cầu bắp nhiều, biên độ dao động của mặt trống sẽ lớn và âm phát ra to. Từ đây chúng ta sẽ có một nhận xét như sau, là quả cầu bắp lệch càng nhiều chứng tỏ biên độ dao động của mặt trống càng lớn, tiếng trống càng to, và quả cầu bắp lệch càng ít thì biên độ dao động của mặt trống càng nhỏ thì tiếng trống càng nhỏ. Thì từ thí nghiệm này, thầy rút cho chúng ta một kết luận như sau. Thứ nhất là âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. Đấy, âm phát ra càng to khi biên độ dao động của nguồn âm càng lớn. Và âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động của nguồn âm càng nhỏ. Thì chúng ta sẽ có một vật dao động, vật sẽ dao động mạnh, dao động yếu. Thì dao động mạnh thì biên độ dao động lớn thì âm phát ra to. Vật dao động yếu thì biên độ dao động nhỏ và âm phát ra nhỏ. Như vậy độ to và độ to của âm nó sẽ phụ thuộc vào biên độ dao động. Bài học ngày hôm trước chúng ta học độ cao của âm sẽ phụ thuộc vào tần số dao động. Các em phải nhớ được hai khái niệm này, tránh bị nhầm lẫn. Âm phát ra càng cao thì tần số càng lớn, đúng không nào? Âm phát ra càng thấp thì tần số càng nhỏ. Còn âm phát ra càng to
khi biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng nhỏ khi biên độ dao động càng nhỏ. Thì chúng ta đã biết được là âm có âm to, âm nhỏ. Vậy độ to của âm được đo như thế nào? Thì người ta sẽ đo độ to của âm bằng đơn vị decibel, ký hiệu là dB. Đây là một số decibel kế. Thì khi chúng ta nói vào trong các decibel kế này thì trên màn hình nó sẽ hiển thị giá trị độ to của âm chúng ta nói là bao nhiêu decibel. Và ở điện thoại thông minh hay một số smartphone sẽ có một số phần mềm đo độ to của âm, chúng ta có thể tải về và chúng ta làm thí nghiệm khi chúng ta nói to, nói nhỏ thì được giá trị bao nhiêu decibel. Thì qua một số thí nghiệm, người ta đã cho chúng ta một bảng độ to của âm như sau. Nhất là tiếng nói thì thầm 20 decibel. Tiếp theo là tiếng nói chuyện bình thường là 40 decibel. Tiếng nhạc to là 60 decibel. Tiếng ồn rất to ngoài phố là 80 decibel. Tiếng ồn của máy móc nặng trong công xưởng là 100 decibel. Và tiếng sét là 120 decibel. Và ngưỡng đau làm đau nhức tai như là tiếng động cơ phản lực ở cách 4 mét là 130 decibel. Chúng ta chú ý là ngưỡng đau tai chúng ta bị đau nhức tai có thể gây chảy máu tai là trên 130 decibel, nên chúng ta phải chú ý một số trường hợp để bảo vệ tai của chúng ta. Một số thông tin có thể em chưa biết thầy cung cấp cho chúng ta như sau. Tai chúng ta nghe được tiếng động xung quanh vì âm truyền bởi không khí đến tai làm cho màng nhĩ dao động. Đây là màng nhĩ nè, thì âm thanh phát tới tai chúng ta, màng nhĩ dao động. Thì khi màng nhĩ dao động thì sẽ truyền các bộ phận, truyền các thông tin tới các bộ phận ở trong tai, tạo ra tín hiệu truyền lên não giúp chúng ta cảm nhận được âm thanh. Thì màng nhĩ dao động với biên độ càng lớn thì âm nghe được càng to. Và âm truyền đến tai chúng ta có độ to quá lớn có thể gây ra thủng màng nhĩ, chảy máu tai. Thì chúng ta phải biết được bảo vệ ô tai của chúng ta trong trường hợp chúng ta nghe nhạc hoặc chúng ta đeo tai nghe thì âm thanh vừa phải, để tránh âm thanh lớn quá sẽ gây ảnh hưởng tới màng nhĩ. Khi thủng màng nhĩ chúng ta sẽ không nghe được âm thanh. Thì đây là một bộ phận đặt ở trong ống tai của chúng ta, như là gọi là máy trợ thính. Thì máy trợ thính là dụng cụ làm tăng cường độ âm. Khi mà chúng ta đeo máy trợ thính á, là giúp cho một số người có vấn đề về tai hay một số người lớn tuổi, thì máy trợ thính này giúp cho âm thanh nó sẽ được là tăng lên và âm thanh sẽ truyền tới ống dẫn và truyền tới bộ phận ở trong tai chúng ta nghe rõ hơn. Theo chúng ta sang phần C, vận dụng. Chúng ta cùng nhau làm câu số 1. Khi gãy mạnh một dây đàn thì tiếng đàn to hay nhỏ? Này rất đơn giản đúng không nào? Chúng ta gãy mạnh thì tiếng đàn này rất là to, chúng ta gãy nhẹ thì tiếng đàn nhỏ. Vì sao? Vì sao nào? Vì sao mà chúng ta gãy mạnh tiếng đàn này to nè? Thì gãy mạnh thì dây đàn này nó sẽ bị lệch nhiều đúng không nào? Lệch nhiều thì biên độ dao động của nó lớn thì âm phát ra sẽ to. Đấy, rất đơn giản đúng không nào? Mà khi chúng ta gãy nhẹ thì dây đàn lệch ít, biên độ dao động của dây đàn này nhỏ thì âm phát ra nhỏ. Chúng ta phải nhớ được là độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động. Câu số 2, khi máy thu thanh phát ra âm to, âm nhỏ thì biên độ của màng loa khác nhau như thế nào? Chúng ta biết là trong một số máy thu thanh hay là trong TV đúng không, sẽ có một màng loa. Đó, thì âm phát ra to, âm nhỏ thì biên độ màng loa khác nhau như thế nào? Âm phát ra to thì biên độ dao động của màng loa lớn, và ngược lại, âm phát ra nhỏ khi biên độ dao động của màng loa nhỏ. Rất đơn giản đúng không? Như vậy là chúng ta đã cùng nhau nghiên cứu xong chủ đề độ nguồn âm, độ cao và độ to của âm. Sau đây thầy sẽ hệ thống kiến thức của chủ đề này. Thì trong chủ đề này chúng ta phải nhớ được
về nguồn âm thì những vật phát ra âm gọi là nguồn âm. Ví dụ về nguồn âm như là cái kèn đang thổi, tiếng trống đang được gõ. Và đặc điểm chung của nguồn âm là đều dao động khi phát ra âm. Nhớ là đặc điểm chung của nguồn âm là đều dao động khi phát ra âm. Ví dụ như là khi chúng ta đánh đàn thì dây đàn dao động. Khi chúng ta đánh trống thì mặt trống dao động. Khi chúng ta thổi sáo thì cột không khí trong ống sáo dao động. Tiếp theo chúng ta phải nhớ được về độ cao của âm. Thì trong độ cao của âm chúng ta phải biết được định nghĩa về tần số dao động. Thì tần số dao động là số dao động trong một giây. Đơn vị tần số là Hz, ký hiệu là Hz. Và tai người chúng ta nghe được âm thanh từ 20Hz đến 20.000Hz. Nhỏ hơn 20Hz gọi là hạ âm. Lớn hơn 20Hz gọi là siêu âm. Tai người chúng ta không thể nghe được hạ âm mà không thể nghe được siêu âm vì nó vượt khoảng từ 20Hz đến 20.000Hz. Và mối liên hệ giữa tần số và độ cao của âm. Thì vật dao động càng nhanh, âm phát ra càng cao. Âm cao hay được gọi là âm bổng khi tần số động càng lớn. Và vật dao động càng chậm, âm phát ra càng thấp. Âm thấp người ta gọi là âm trầm khi tần số động càng nhỏ. Tiếp theo là chúng ta phải nhớ được về độ to của âm. Thì độ to của âm chúng ta phải nhớ được là biên độ dao động. Thì biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng. Và mối liên hệ giữa biên độ dao động và độ to của âm. Thì dao động càng mạnh, biên độ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. Dao động càng yếu, biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng nhỏ. Và độ to của âm được đo bằng đơn vị decibel. Và chúng ta chú ý là ngưỡng đau mà tai người nghe được âm thanh là trên 130 decibel. Chúng ta phải biết cách chúng ta bảo vệ cái tai của chúng ta, tránh ảnh hưởng tới tai. Thầy có một số đoạn đoàn chúng ta như sau. Chúng ta sẽ học bài, làm bài tập trên hệ thống và xem trước bài học môi trường truyền âm. Thì bài học này hôm nay tới đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.